Rồi, kênh cuộc sống thôn quê miền Tây mến chào tất cả các bạn nha. Mình, tiếp tục đi coi XH120 các bạn đang cần gắn răng dài nè các bạn, bò trên ruộng để múc vét kinh thủy lợi nè các bạn. Kinh chợ đang phá cây các bạn. Căn này dài 13 mét nha các bạn. Dăng nước tới tài xế luôn. Đó, hai chú nông dân đang ngồi ở đây coi xe cuốc múc sao các bạn, chỉ đạo.
Né né chúng nước né